Xin chào anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với em Tùng Audio Hải Dương. Và ngày hôm nay thì bên cửa hàng em lại tiếp tục lên đường với khách hàng với phiên bản lồng tiếng cao cấp của nhà hãng Debotic. Đây là phiên bản DAC6S. Anh em đã từng chơi qua các trang thiết bị âm thanh của nhà hãng DB chưa ạ? Là một trong những mẫu sản phẩm lồng tiếng cao cấp. Để anh em mà chơi gia đình chúng ta cần có một thiết bị cải thiện âm thanh tiếng bass chép, lựa chọn ngay cho em thiết bị lồng tiếng DAC6S. Và ngày hôm nay tiếp tục lên đường với khách hàng với mẫu sản phẩm lồng tiếng DB DAC6S và cùng anh em Tùng kiểm tra và tìm hiểu có tính năng và nghe thử âm thanh của DB phiên bản lồng tiếng cao cấp của nhà hãng này để cùng các anh em đưa ra nhận xét và ý kiến đóng góp. Đặc biệt là với những em khách hàng đã đặt đơn hàng thì trước khi gửi hàng đi bên em sẽ test trước các tính năng âm thanh, cái công dụng và các cái chức năng để đảm bảo rằng hàng đến tay anh em khách hàng không bị lỗi máy móc xảy ra, anh em sử dụng được ngay đến từ một sản phẩm DB DAC6S này. Thiết kế giao diện đẹp mắt Debotic DAC6S, không chỉ những cái mẫu sản phẩm lồng tiếng đâu. Nhà hãng DB họ sản xuất ra rất nhiều trang thiết bị âm thanh phụ kiện gia đình, có vang, có mic, có đẩy, rồi là có loa vân vân. Và hầu như tất cả trang thiết bị của họ họ làm rất là cẩn thận, chi tiết, đẹp và tinh xảo. Đấy, và Debotic DAC6S các bác nhìn xem ạ. Với thiết kế giao diện cực kỳ đẹp mắt, nói chung là nó rất giản dị nhưng nó đẹp theo cái phong cách lịch lãm và nó mang lại cho anh em cái yếu tố chuyên nghiệp của phòng hát gia đình. Debotic DAC6S là hàng sản phẩm chính hãng, chúng ta sẽ có rất nhiều tem mác có trên một sản phẩm này. Chúng ta sẽ có tem logo thương hiệu, chữ D được dập chìm trên thân máy và mã QR code để anh em có thể kiểm tra hàng chính hãng. Bên em hỗ trợ gửi hàng tận nơi tận nhà cho anh em, nhận hàng, kiểm tra thử hàng, tính toán sau và cam kết đảm bảo chuẩn 100% hàng sản phẩm chính hãng nhá. Với Debotic DAC6S chúng ta có thể nâng cấp vào các thiết bị âm thanh cơ bản như là vang, âm ly, đẩy nến vang, loa kéo mixer thông qua đường cộng Kalong in out phía sau. Đó thì cấp nhạc để nghe nhạc qua các đường cộng rất hiện đại và trên này sẽ sử dụng 3 đường cộng tín hiệu chính. Ta sẽ sử dụng đường cộng quang, đường cộng Bluetooth, đường cộng aux trắng đỏ truyền thống. Anh em có thể chơi thêm sub bằng cách ghép bối qua đường cộng sub Kalong hoặc đường cộng AV để lấy tín hiệu. Và các phím tính năng tinh chỉnh cực kỳ đơn giản, các bác đang nhìn thấy giao diện mặt trước với phiên bản màu đen. Các phím chiết áp volume để anh em tinh chỉnh âm thanh, giải bass, giải tiếng, chế độ nhạc, giải chép. 4 phím chiết áp cho anh em tinh chỉnh âm thanh loa trái, giải bass, giải tiếng, chế độ nhạc, giải chép. 4 phím chiết áp cho anh em tinh chỉnh âm thanh loa phải, có chế độ chuyển đổi tần số từ 50 sang 100Hz. Và in bypass để các anh em kích hoạt chế độ âm thanh qua lồng tiếng. Khi chúng ta nhấn ở nút in bypass này thì đồng thời các giải bass trung chép sẽ được đẩy lên cao. Âm thanh của giải bass trung chép sẽ được đánh ra một chế độ âm thanh cực kỳ lực tiếng và kích hoạt chế độ âm thanh qua lồng tiếng. Khi đó thì các giải bass trung chép chúng ta vặn nó có công dụng và hiệu quả. Còn nếu như các anh em nhạc in bypass thì nhạc sẽ quay trở về trạng thái hoạt động ban đầu. Khi đèn tắt thì tức là âm thanh bass trung chép sẽ bị vô hiệu hóa, âm thanh không qua lồng tiếng nữa. Nếu các anh em lưu ý cho em, khi sử dụng lồng tiếng hãy nhớ nhấn in bypass để kích hoạt chế độ âm thanh qua lồng tiếng. Và thêm nữa, anh em có thể sử dụng thêm chế độ đảo pha sử dụng trên sub với hai phím tính năng chơi sub. Chúng ta có thể sử dụng ghép đối sub qua đường cộng Kalong hoặc sub qua đường cộng AV, đồng thời vặn cho em hai phím tính năng chơi sub, đó là cắt sub và tăng giảm âm lượng sub. Và khi chúng ta sử dụng lồng tiếng thì một khoảng thời gian sau đó thì chúng ta có thể tự mình tinh chỉnh được các giải bass trung chép theo sở thích cá nhân, rất đơn giản. Đây là mỗi sản phẩm lồng tiếng chỉnh cơ, nên chúng ta chỉnh âm thanh theo sở thích cá nhân rồi cứ tăng phải giảm trái cho em thì ngay lập tức âm thanh bass trung chép ở trên những cặp loa full nó sẽ thay đổi theo cách mà em tinh chỉnh. Và ngay bây giờ cùng anh em lắp tai nghe vào và trải nghiệm âm thanh của Debotic DAC6S. Trong quá trình test em sẽ nhấn rất nhiều lần được cái nút in bass, nhấn vào nhả ra liên tục để anh em thấy được cái công dụng, cái độ hiệu quả của lồng tiếng khi xuất hiện trên dàn máy âm thanh gia đình nó sẽ hỗ trợ cải thiện âm thanh như thế nào nhá. Đây là chế độ âm thanh nhạc khi qua lồng tiếng, các bác nghe thử ạ. Đấy, tiếng bass chép đấy, nghe đã tai không? Không qua. Còn đây là chế độ âm thanh nhạc thường khi mà chúng ta nhả in bass ra, tức là chúng ta chơi nhạc thông thường đấy, không qua lồng tiếng. Qua lưng này. Đấy. Tiếng bass chép nghe nó khác hẳn, đúng không ạ? Không qua. Qua lưng. Không qua. Qua lưng. Không qua. Và anh em cảm nhận được cái chế độ âm thanh lồng tiếng rõ rệt đúng không ạ? Debotic DAC6S quả thật là một trong mỗi sản phẩm lồng tiếng qua chất lượng. Nó đẩy các dạng âm thanh bass trung chép lên cao hơn, hiệu quả hơn, bass đánh căng hơn này, sâu tiếng, chắc tiếng hơn, lời chi tiết sắc nét, dạy chép sáng, mang lại cho anh em một phòng hát gia đình vô cùng chuyên nghiệp hiệu quả. Lồng cả tiếng nhạc, cả tiếng mic nữa, khi các anh em ghép đúng của lồng tiếng cao cấp này, phòng hát gia đình các anh em sẽ cảm thấy rất hài lòng. Với chế độ âm thanh bass trung chép được cải thiện hơn và chúng ta sẽ sử dụng rất nhiều tính năng hiện đại. Debotic DAC6S vẫn là một trong những phiên bản lồng tiếng đứng top đầu thị trường âm thanh.
Các bác muốn nâng tiếng nhạc, tiếng mic hiệu quả, nâng tiếng nhạc, tiếng mic phòng mát gia đình lên một cái tầm cao mới, các bác có thể lựa chọn ngay đến phiên bản nâng tiếng Devotec DSC6S. Và ngày hôm nay tiếp tục lên đường với em khách hàng nhận hàng, kiểm tra thử hàng, thanh toán sau. Và nếu các anh em có nhu cầu cứ liên hệ trực tiếp BM Tùng Audio Hải Dương theo số thoại 0979629336. Và chúc anh em nhận hàng ưng ý và có cho mình một dàn máy âm thanh gia đình chuyên nghiệp với mẫu sản phẩm nâng tiếng cao cấp DSC6S nha. Xin chào các bác.